Xin chào tất cả bà con nhé. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam. Ngày hôm nay mình sẽ show cho quý vị cùng tham quan một căn nhà rất là mới và thiết kế cực kỳ hiện đại. Một căn nhà mà bên em vừa mới hoàn thiện xong và tọa lạc tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương, tức là đường DT743 nhé quý vị. Và căn nhà này đang được rao bán tại nơi đây, thì ngày hôm nay Phương xin làm một cái clip này để gửi tới quý vị anh chị, quý bà con, để mọi người cùng tham quan chi tiết. Và ai đang có ý định hoặc đang có nhu cầu mua nhà thì cứ liên hệ với em Phương để đi coi thực tế căn nhà này nhá. Một căn nhà thiết kế rất là mới mẻ và phong cách cực kỳ hiện đại luôn. Trong nhà tặng rất là nhiều nội thất xịn sò. Thì căn nhà này được thiết kế và bố trí như thế nào thì mời quý vị cùng khám phá chi tiết trong cái clip này nhá. Và đầu tiên Phương sẽ cho quý vị cùng tham quan một chút về cơ sở tầng xung quanh. Và đây là mặt tiền đường trước nhà của chúng ta, một con đường mặt tiền thuộc kinh doanh buôn bán được. Rất là VIP luôn, kế nô góc ngay góc ngã tư đây quý vị nhé, ngay góc ngã tư. Thuận tiện cho anh em nào có cái sở thích mà nếu mà ở thì cũng được. Khu này rất là sạch sẽ luôn, an ninh cũng cực kỳ là tốt. Đó. Đây là toàn cảnh khu dân cư xung quanh. Quý vị chỉ cần chạy tầm hơn 50m, 50-70m ra bên ngoài kia, chỗ xe đang chạy qua chạy lại á, là chỗ đó là đường quốc lộ, đường DT743 rồi nhá. Ở đây chúng ta sẽ có mặt tiền đường thông kinh doanh buôn bán. Thấy hàng xóm của chúng ta đây là khu dân cư hiện hữu hết rồi, đầy đủ hết rồi nhá. Cơ sở tầng ở đây thì quý vị thấy là rất là chuẩn chỉ luôn. Mặt tiền đường nhựa to đẹp sạch sẽ, không có gồ ghề một chút nào cả. Và ở đây cây xanh vỉa hè có hết luôn. Và hai bên đường thì đều có cống thoát nước đầy đủ. Và đây là siêu phẩm mà ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị cùng tham quan. Một cặp song sinh, một cặp nhà phố thiết kế theo phong cách biệt thự mini hạng sang quý vị nhé. Được thiết kế theo phong cách biệt thự mini hạng sang. Thì quý vị anh em nào mà yêu thiết kế phong cách tân cổ điển thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và ngay bây giờ Phương sẽ đưa bà con vô trong để chúng ta cùng khám phá chi tiết về căn nhà này. Quý vị nếu mà thấy đẹp thì có thể áp dụng xây theo nhé. Chúng ta sẽ được bao bọc và bảo vệ bởi hai lớp cửa cho bên khu ra bên ngoài này. Quý vị thấy các phù điêu phù họa đắp rất là chuẩn chỉ và cân đối nhá. Cái này là đắp tay quý vị, không phải là mua nguyên tấm bắt đầu rồi dán lên đâu. Cái này là đắp tay, rất là mỹ thuật nha quý vị. Đó, và bây giờ em sẽ đưa bà con đi vô trong tham quan này. Bên ngoài chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt CNC, sắt mỹ thuật. Thì quý vị thấy là cái không gian cửa sắt này, nếu mà quý vị bên trong mở cửa nhôm sinh kha ra thì ở không gian này nó sẽ rất là mát mẻ nhá, tại vì có cái lớp cửa này rất là thoáng này. Một lớp cửa sinh kha bên trong nữa, để gia chủ mới về ở an cư lạc nghiệp nếu mà thích đắp máy lạnh thì nó rất là kín luôn. Thích kín cũng có mà thích hở cũng có nhé quý vị. Và đây là cái không gian của phòng khách kết hợp với garage xe luôn nhé. Garage xe thì quý vị thấy là được nối liền nối dài với phòng khách, nó sẽ cho ra một cái diện cũng tương đối là dài, tương đối là rộng cho không gian phòng khách này. Bật mí một chút về diện tích của căn nhà này là rộng 4m2 quý vị, 4m2 và dài vô là 15m rưỡi. Đó, hai bên trang trí rất là nhiều cái bức tranh ảnh. Và bên tay phải của chúng ta ở đây sẽ có một cái bức tranh họa bằng kiếng quý vị nhé. Nó rất là lạ mắt và cực kỳ là đẹp đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vô bên trong. Tiến vô bên trong thì quý vị thấy ở đây là được tặng kèm cho quý vị một bộ sofa bằng da này. Màu này một kem nhé. Và trần thì thiết kế theo kiểu dạng chóp nón. Và sẽ có một cái quạt trần kết hợp giữa đèn và quạt luôn ở không gian phòng khách. Thành ra quý vị ngồi đây tiếp khách sẽ rất là mát nhé. Một không gian phòng khách to và dài như thế này, quý vị tha hồ mà tiếp khách nhé. Thích hợp cho việc an cư lạc nghiệp, ở trưng dụng hoặc làm văn phòng công ty, hoặc chúng ta mua cho thuê cũng được. Không gian chúng ta sẽ có một không gian vách cho tivi như thế này, rất là sang trọng và đẹp mắt. Bên em đã để mua sẵn cho một bức tranh 3D ở giữa rồi. Rồi xung quanh ốp cột gỗ. Cột gỗ này thì chất liệu bằng các tấm PVC nhé. Nó sẽ rất là bền bỉ và cực kỳ là trường tồn theo thời gian, không có bị gì bong chóc ra bên ngoài. Tại vì trước khi ốp lên thì em đã dặn bên thợ là không sơn. Không sơn thì chúng ta ốp trực tiếp vào cái phần xi măng, nó sẽ rất là cứng luôn nha quý vị. Đấy, một cái bộ kệ tivi như thế này.
dây cáp internet chừa sẵn bên dưới. Và gạch nền ở đây chúng ta sẽ có mẫu gạch kiểu mới, rất là thích hợp cho những cái mẫu mà tân cổ điển như thế này. 80x80 bóng kính 2 da, quý vị nhìn thấy đèn chiếu sáng lên không? Đấy, không gian vách sofa như thế này này, bên em có trưng 4 cái bức tranh đẹp như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ có không gian cầu thang. Cầu thang ở đây thì khác biệt một chút so với những căn nhà khác, quý vị thấy là điểm gì không? Như thường ngày thì bên em sẽ là cũng là tay vịn gỗ, cũng có trụ như thế này, nhưng mà cái lan can của nó sẽ là kính hoặc là sắt khác. Còn ở đây thì bên em sẽ có gang đúc nguyên khối nhé. Đây là bông gang này, đó, bông gang nhé, bông gang đúc nguyên khối, các họa tiết như thế này đúc bằng bông gang nguyên khối nhé. Nó sẽ rất là đẹp và cực kỳ là thẩm mỹ. Cái này rất là mắc tiền quý vị nhé, rất là mắc tiền, bền bỉ sang trọng trong thời gian. Nó gần như là chỉ xuất hiện ở trên một số cái biệt thự cao cấp hạng sang hoặc trong lâu đài. Ở đây chúng ta sẽ có một cặp trụ xinh xắn và đẹp như thế này. Trụ này là trụ gỗ gõ đỏ quý vị nhá, gỗ gõ đỏ luôn. Trụ này sẽ là trụ 20, trụ rất là to đấy, 20 vuông. Và ở đây chúng ta sẽ có tay 7 này, tay gỗ cũng là gõ đỏ luôn nhá quý vị. Đó, đi lên lầu trên nhá, một thang đi lên lầu trên rất là to và cực kỳ là đẹp này quý vị này. Ở trong căn nhà này thì phải nói là cực kỳ là đẳng cấp rồi. Và chân cầu thang chúng ta sẽ có một cái hệ tủ kệ như thế này để trưng nước ngọt hay là rượu gì gì đó. Nói vui thế thôi chứ ai lại trưng nước ngọt đúng không? Và trong không gian nhà bếp này thì quý vị thấy là bên em nó được đã trang bị sẵn một cái bộ bàn ăn như thế này cho quý vị luôn, về không có phải làm thêm gì cả, tặng luôn cho quý vị nhá. Và trong này thì quý vị thấy là cái bếp trên dưới đã được làm sẵn đầy hoe hết rồi. Đó, một cái màu trắng tinh khôi cho không gian của tủ bếp như thế này, tủ bếp trên dưới kết hợp với tủ trưng bày rượu luôn. Đó, gỗ an cường như quý vị, gỗ an cường mở ra là có đèn led này sáng này. Đấy, đóng vào tự tắt. Ở đây chúng ta sẽ có kính, cái lớp kính ở đây sẽ xài kính xanh đen. Đó, khi mà đóng vô là sẽ tự tắt đèn nha quý vị. À, bàn bếp ở đây thì bên em xài bằng đá tự nhiên nhá, đá đen kim sa, đá tự nhiên. Và mặt bếp thì chúng ta sẽ có mặt bếp kính luôn, kính cường lực. Trên thì rất là nhiều tủ như này, tha hồ cho chị em phụ nữ để đồ đúng không? Rồi không gian này thì quý vị có thể để làm cái giá treo. Đặt giá treo nhá. Và phía sau chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh nha, ở lầu dưới này, cái vệ sinh dành cho khách hoặc là anh em nào sinh hoạt bên dưới nhá. Trong này thì có đầy đủ hết các trang thiết bị đầy đủ cả luôn, ví dụ như là vòi tắm xem thuyền này, bồn cầu này. Và ở đây chúng ta sẽ có gương điện này, rồi chậu rửa mặt. Phía sau chúng ta còn một cái chuồng cọp, là cái chỗ mà phơi giặt giũ phơi đầu ấy, để máy giặt ấy, phía sau này, cái cửa này này. Ok, và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo chân em Phương, chúng ta sẽ cùng khám phá lầu trên xem có cái gì hay không nhé, xem có thiết kế rộng rãi và đủ công năng không nhé. Và căn nhà này bật mí một chút về giá bán của căn nhà này là đang là 4.3 tỷ quý vị nhé, 4.3 tỷ. Có bớt độc cho bà con nào thiện chí nhé. Nhà đẹp, thiết kế như là lâu đài cung điện luôn. Và ngay bây giờ em sẽ đi lên đầu trên nhé, mời bà con cùng theo chân em Phương. Hãy dành cho nhau tầm 5-3 phút để chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng chi tiết về căn nhà này. Quý vị thấy ở đây có một điểm cộng cho căn nhà này là tất cả các chiếu nghỉ ở đây sẽ là chiếu nghỉ vuông. Rất ít căn nhà có cái diện chiếu nghỉ như thế này. Và nó sẽ có một cái họa tiết chống đồng rất là đẹp ở không gian như thế này nhé. Các bậc bước thì quý vị nhìn trên màn hình, quý vị có thể hình dung ra rồi, nó rất là đẹp mắt. Ở đây cũng có cái một cái bức tranh như thế này nữa này, tranh trên cầu thang sẽ rất là đẹp, nó tạo điểm nhấn cho không gian cầu thang. Đó, quý vị thấy không, cầu thang rất là ngầu, cực kỳ là vững chãi và đẹp mắt. Chỉ với 4.3 tỷ quý vị sẽ sở hữu căn nhà sổ hồng riêng như thế này nha quý vị. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán công chứng sang tên ngay. Anh em nào mà thích thì cứ liên hệ với em Phương để coi thực tế nhé. Vị trí đẹp. Đó, đây là một phòng master, nhà vệ sinh dành cho chủ tịch, chủ nhân chính trong ngôi nhà. Đầy đủ hết các đồ chơi nhé, ưu điện của trạm. Đó, đẹp và như thế này.
Để em đi vào xong rồi em đi ra cho quý vị dễ dàng hình dung nhé. Nó cũng rất là rộng rãi luôn đấy, thoải mái nữa. Đấy. Và đây là phòng ngủ của chúng ta nhá. Phòng ngủ thì quý vị thấy không? Trần rất là đẹp nhá, với một màu trắng thôi. Không có rườm rà quá. Ở trong này có sẵn một cái tủ quần áo như thế này dành cho quý vị luôn, tặng kèm theo nhá. Và bàn trang điểm, tủ đầu giường đầy đủ hết này. Đây quý vị thấy không? Và tặng cho quý vị một cái giường đẹp và xịn như thế này. Giường này là giường rộng 1m8 và dài vô 2m. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái tủ tivi, hệ tủ tivi trang trí như thế này nha quý vị. Kết hợp với giải led. Bên ngoài này sẽ là ban công này. View ban công chúng ta có thể ra ngồi hóng mát vô tư thoải mái. Ngay nhà mình ngay góc ngã tư nhá, thuộc diện mặt tiền đường thông kinh doanh buôn bán. Nó không phải là đẹp từ căn nhà đâu mà nó đẹp cả vị trí. Đẹp ở cả ở vị trí đó quý vị nhá. Khu này vị trí rất là đắc địa đó quý vị, nãy có thể nhìn thấy thực tế rồi. Dân cư ở rất là đông và mặt tiền đường có thể kinh doanh buôn bán được. Cơ sở tầng thì đạt chuẩn Singapore, ở đây gọi là khu đô thị 5 sao, khu đô thị cao cấp nhá. Đấy, đây là phòng dành cho em bé này, dành cho các chủ nhân tương lai trong ngôi nhà này. Đấy, toàn cảnh khu vực này nhá, quý vị thấy là có giường này, có tủ đầu giường này, và sẽ có cả một cái hệ tủ quần áo kịch trần như thế này, rất là gọn gàng ngăn nắp. Chúng ta làm kịch trần như thế này nhưng mà cái diện tích nó nhỏ thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng khám phá cái lầu trên nhá. Khám phá lầu trên đi, xem lầu trên thì có gì hay không nhá. Để mời bật con cùng theo chân em, chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết. Bà con coi được clip của em thì chấm cho em xem được mấy điểm với cầu thang này nào. Nấc thang từ 1 cho tới 10 thì quý vị chấm cho em được mấy điểm với cái cầu thang này nhá. Bác nào mà đang có ý định xây nhà thì có thể là làm theo cái mẫu này này. Đấy. Đây. Đây là cái nhà vệ sinh của lầu trên, nhà vệ sinh chung của hai phòng này. Đây là phòng ngủ số 3. Ôi phòng ngủ này cũng to quá trời luôn quý vị ạ. À. Rất là rộng rãi, phía sau có cửa sổ, một cái cửa sổ rất là lớn, mình rất thích căn nhà có cửa sổ lớn như thế này. Đây, hàng xóm xung quanh đây, người ta ở đây rồi nhá. Cửa này chúng ta sẽ có hệ cửa nhựa composite các bác nhá, cửa nhựa composite. Đó, đây là lên lối tầng thượng này. À, đây phòng ngủ số 4 nhá. Khu trà phòng của số 4 cũng rộng rãi ghê luôn. Nhà rất nhiều phòng ngủ nhé bà con. Đấy, có dây chờ điều hòa sẵn nhỉ. Có cửa sổ luôn nhá. Cửa sổ hệ nùa như thế này nó sẽ rất là gọn gàng, không có làm mất diện tích. Nhưng khi mở ra mở vô thì nó chiếm diện tích lắm. Bác nào mà đang có ý định xây nhà để ý điều này nhá. Đây sẽ có một cái phòng thờ. Phòng này chúng ta không làm phòng thờ thì có thể là làm phòng sinh hoạt chung hoặc phòng ngủ gì gì đó. Nếu phòng ngủ thì ra 5 phòng nhé. Đây, hàng xóm đây. View cho các bạn tham quan chút về hàng xóm đây. Đứng ở không gian như thế này giống kiểu Romeo đứng với Juliet đúng không? Đấy, quý vị thấy không? Đẹp như thế này. Mấy cái nhà này người ta chuẩn bị xây nhà này. Và đang bới đất lên đấy, đống đất đang bới lên đấy. Còn đây là quanh hàng xóm của chúng ta. Khu đô thị rất là văn minh, sạch sẽ và cực kỳ là đẳng cấp. Ở đây thì dành cho gần như kiểu toàn là dân nhà giàu tôi biết ở khu này nha các bác, chứ ít tiền là không ở được khu này. Nhưng mà nói vậy thôi, đó, trong khu này nhưng mà ở mấy cái đường khác nó vẫn có một số căn giá rẻ nhá. Thành ra là bác nào mà ít tiền ấy thì tầm 3,5 tỷ, 3,6, 3,7 tỷ vẫn có nhà nhá. Cứ liên hệ với em là sẽ có hết. Ngoài căn nhà này ra em còn nhiều siêu phẩm giá rẻ khác nữa. Để mời bà con cùng phía tham quan đầu trên đi. Chúng ta sẽ cùng ngó xem là trên đây có cái gì. Đấy. Trên đây chúng ta sẽ có cái sân thượng trước và sân thượng sau. Điểm cộng cho cái khu này. Đây các bác thấy không? Dân cư ở kín hết rồi nha. Đây mọi người thấy này. Đấy.
em quay thực tế cho các bà con coi khu này. Đấy, em đăng lên sao thì ngoài y chang thế thôi. Bác nào mà đi coi nhà thì hú em nhá, liên hệ ngay với em để đi coi thực tế căn nhà này. Rất đẹp và rất sắc nét, đảm bảo sẽ làm hài lòng quý vị nhá. Đây, khu hàng xóm nhà chúng ta đây. Đấy, hãy liên hệ ngay với em để đi coi thực tế nhá. Rồi, cảm ơn bà con đã dành thời gian cho em để coi hết clip này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con ở clip mới nhất nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để chúng ta sẽ luôn cập nhật được các mẫu nhà mới nhất nha. Và nếu mà thấy đẹp thì tặng em Phương một lượt chia sẻ và một lượt like cho căn nhà như thế này nha. À, quý vị coi video của em từ nãy đến giờ thì chấm cho căn nhà mấy điểm thì cho em xin ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhá. Chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín. Thì giá cả nó như thế đấy. Giá thực tế sao em đang thế thôi. Không có trao đổi dây bán thịt chó nhá. Nhà pháp lý thì sổ hồng riêng thì em nói là sổ hồng riêng có sẵn luôn. Đấy, giấy tờ có thì em nói là có giấy tờ. Sổ sách đầy đủ thì có nói là có sổ sách đầy đủ. Thế bác nào mà có khả năng thì cứ liên gặp em Phương nhá, để đàm phán thêm về giá. Các bác mua căn nhà này là chính chủ không qua trung gian nhá. Còn một số căn nhà khác thì em nhận đi review thì em sẽ nói là em nhận đi review. Rồi ok, nói chung là em xin được kết thúc video tại đây nhá. Thì các bác yêu mến em Phương thì muốn đi coi nhà thực tế thì cứ alo cho em qua số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn. Xin chúc sức khỏe nhá.